Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê con cá tôi mình tôi quất. Hôm nay tôi lên một clip gồm 12 cây con nha. 12 cây con này là 12 cây con lua ghe. Thì có 5 cây máy ngang và phần còn lại là máy đứng. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ hàng toán đi hàng lỗi một trong clip nữa thì em sẽ dừng lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất mình tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho người là một cây cần lua máy ngang. Cái này nó còn bao cái màng ni lông luôn anh em. Đó. Cán này cán bằng, cán mớp. Và máy ngang đó, hàng này Vimax thì cái này của hàng China xuất Nhật nha mọi người đó, mã có sức đầy đủ đây đó. Cái này cứng là độ cứng là độ cứng L anh em, độ cứng L, fan cũng là fan Fuji anh em, Fuji loại xám, cần còn rất là đẹp nha anh em, Fuji nha đó, xuất thị trường Nhật nha anh em, không phải là hàng cho nổi đây. Fan Fuji luôn nha, đó, keo chỉ còn ok hết, cần còn rất là ok nha mọi người. Đó. Thì em bán hàng thì em chịu khó sau từ từ cho anh em xem. Thì cái này nặng chỉ có 100g thôi nha mọi người, nặng 100g, đọt là bọc đi chính, tải mồi từ 3.5g đến 14g, tải mồi từ 3.5g đến 14g. Tải dây từ 4 đến 12 lb nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai cái thứ nhất là sao? Là 500k nha mọi người. Đó. Cái thứ nhất 500k. Hàng đẹp nha mọi người. Tiếp theo là cây số 2. Đó. Cây số 2 em lên cho mọi người vẫn là một cây hàng máy ngang. Hàng carbon luôn nha anh em. Đó. Nguyên lô này lên carbon cho anh em hết luôn. Đó. Đây. Carbon sắn chìm anh em. Sắn hai lớp sắn chìm. Cây này của hàng Craft nha anh em, hàng Korea xuất Nhật, mã tem sức đầy đủ nha mọi người, các bạn sẵn nha anh em, khỏi bàn, fan vẫn là fan Fuji nha anh em, fan Fuji lỗi xám, nha anh em, bu Fuji luôn, hàng nguyên zin nguyên kiện nha anh em, máy ngang, cán cán mớp, cán bằng, đó, còn bằng cái miếng bao thiên long của nó luôn nha anh em, đó. Thì miếng bao này anh em thì khỏi chê, cần này hàng trưng bày nha mọi người, ngoại hình rất là mới nha, khỏi chê vào đâu được. Thì cây này dài là 1m, dài 1m68, nặng là 100g, tải mồi từ 3.5g 14g, độ cứng là độ cứng L, giá công khai là 600k nha mọi người, giá công khai cái số 2 là 600k, hàng còn đẹp nha mọi người. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 em lên cho người vẫn một cây hàng máy ngang. Đó, hàng máy ngang chất liệu vẫn là chất liệu carbon nè. Thì cây này vẫn còn bao bao ni lông nha anh em, nó bao ni lông cán bằng. Đó, cái bao vẫn còn luôn thì độ mới nó khỏi bàn. Cán súng hàng này hàng của Shimano nha anh em, hàng bát quan Shimano, bát Shimano luôn nha anh em. Đó, hàng này của Korea xuất Nhật, mã có đầy đủ cho mọi người. Đó, background Shimano, buông nó đây, hàng ok nha mọi người, hàng còn đẹp nha, bát là bát thẳng Shimano, fan là fan Fuji nha anh em, bô Fuji luôn, lõi xám, rất là đẹp nha mọi người. Thì cây này dài 1m74, độ cứng ML, độ cứng ML, nặng là 90g, nặng 90g. Cây này tải mồi từ 7 đến 21g, tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb nha mọi người. Đó, giá công khai cây số 3, giá công khai là 650k. Tiếp theo là cây số 4, cây số 4 là một cây hàng full hợp cho đây, full hợp, full bao luôn nha. Đó. Cây này còn rất là mới luôn, hàng trưng bày. Cây này cây của Hàn Quốc nha mọi người. Đó. Một dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật. Chất Scrum. Thì cây này dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8. Cây này dài 1m8, tải mồi từ 7 đến 21g nha mọi người. Đó, tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb, độ cứng là độ cứng M. Đó, độ cứng M. Hàng này chuẩn đến lốc nha anh em. Đó.
khuôn hộp nha. Càng này càng mấy nha. Cán vẫn là cán bằng anh em, cán bằng còn cực kỳ mới nha mọi người. Hàng trưng bày full hộp full túi luôn. Bát tầm bát Fuji tem vàng nha anh em. Bát Fuji Gold luôn anh em, Fuji đóng chữ nổi luôn. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji loại xám, fan Gold nha anh em, rất là đẹp luôn. Chất liệu là chất liệu carbon trắng. Đây này, bộ Fuji Bugon luôn. Đóng chữ rõ ràng nha anh em. Fan Fuji Gold. Nhìn này giống lỗ xít luôn anh em. Rất là đẹp nha. Càng khỏi chơi là được. Độ cứng âm bờ, chuẩn đánh lóc nha anh em. Đánh lóc, đánh nhây hơi. Hàng máy ngang. Chơi anh em lô lóc, lô chẽm. Đánh cả suối. Rồi, cây số 4 giá công khai là 800k nha mọi người. Đó, cây số 4 giá công khai là 800k. Hàng full túi, full hộp. Đó, hàng cực kỳ mới luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Thì cây số 5 em lên cho mọi người là một dòng cần đời cao của Shimano. Đó. Cản là cản mốt, carbon là carbon sẵn, nổi quăng nha mọi người. Carbon sẵn nổi. Khỏi bàn Lomatis cực kỳ đẹp nha mọi người. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji loại xám nha mọi người, fan Fuji loại xám. Hàng cực kỳ đẹp nha. Thì cái này là một cái lô độ cứng là ML. Đó, độ cứng ML. Dài 1m80. Cái này dài 1m98 nha mọi người. Độ cứng ML dài 1m98. Đó. Dài 1m98, độ cứng ML, tải dây từ 10 đến 20 lb, tải mồi từ 8 đến 20 22g nha mọi người. Đó. Hàng China xuất Nhật, các mã có sức đầy đủ, hàng Shimano. Bát bát cực kỳ đẹp nha mọi người. Bát hãng Shimano nha mọi người. Hàng này khỏi chê ngoại hình này, ngoại hình cái này có tầm khoảng 95% nha anh em. Cực kỳ xuất sắc luôn. Các con sắn, cá mút đẹp. Thân kim tuyến đây, độ cứng ML. Rồi. Giá công khai cây này, giá công khai cây này là 850k nha anh em. Cây này nặng mà 120g, đọt là 1.8. Giá công khai là 850k, cây số 5. Qua phần máy đứng nha mọi người. Thì tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 lên cho người vẫn một cây cần hàng Nhật, kiện Nhật nha anh em. Đó. Thì cản vẫn là cán bằng, cán bằng. Bát cực kỳ ok anh em, nhìn ok rồi. Thì cái này nó vẫn có xuất sắc anh em, cây này có xuất sắc. Fan vẫn là fan Fuji loại xám. Fuji. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon anh em. Càng ok hết, không lỗi lầm. Bu đây, ok. Thì cái này còn một cây khăn của Korea xuất Nhật mọi người. Korea xuất Nhật. Thì cái này dài 1m8. Tải mồi từ 2 đến 18 gram, tải dây từ 4 đến 12 lb. Đó. Thì cái này dài 1m8, đọt là 1.7 ly, độ cứng ML, giá công khai là 600k nha mọi người. Đó. Cây số 6 giá công khai là 600k. Fan ok nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 lên cho người quản một cây hàng carbon, hàng luôn máy tính. Đẹp nha mọi người. Bộ Fuji. Cán vẫn là cán bằng. Cán bằng, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Sẵn nổi nha anh em. Anh em có thấy. Cái này của anh Parkin nha anh em. Cái này là một cây hàng của anh Parkin, hàng của Korea xuất Nhật. Thì cây này dài là 1m68, đọt là 1.4 ly, độ cứng là độ cứng L.
tải mồi từ 3.5 gram đến 10 gram, giá công khai là 600k nha mọi người. Đó, cây số 7 giá công khai là 600k. Đó, hàng ok nha anh em. Đó, phen là phen ok hết luôn, phen Fuji nha. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng lô máy đứng. Đó, lô này em lên lô cho anh em luôn. Thì cây này hàng của Suzumi nha mọi người. Đó, hàng Suzumi. Đó. À, cây này nó mới ra tầm khoảng 95% nha anh em, 95%. À, chất liệu carbon sẵn. Bát thẳng anh em, bát nhìn cực kỳ đẹp luôn. Anh em. Nhìn cực kỳ đẹp nha anh em. Mốt còn cực kỳ mới luôn, cái mốt. Fan quá là fan Fuji nha anh em. Hàng Suzumi nha anh em, hàng Korea xuất Nhật, mã ta có tem xuất đầy đủ nha. Đó. Fan Fuji. Thì cái này dài là 1m68, nặng 120g, đọt là 1.7L, tải mồi từ 3.5g đến 10g, độ cứng là độ cứng L, giá công khai là 100, giá công khai là 650k nha anh em. Đó, giá công khai là 650k. Cái số 8. Ok anh em, đánh lua lóc, lua chẽm, lua suối. À, anh em miền Tây có thể lấy tôm, con mè cũng rất là ok nha. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người là một cây cần hàng của Shimano. À, hàng Shimano Back One, Back Ride. À, hàng Shimano này hàng của Korea xuất Nhật cho anh em, mà có tay. Thì cái này nó xuất sắc anh em, xuất sắc xuất dâm. Phen quảng là phen Fuji nè, phen Fuji loại xám. Bu quảng là bao bu Fuji. Đó, hàng nguyên zin nha anh em. Chất liệu carbon nha anh em, carbon sáng. Ủa cái máy mày bao tắt đâu rồi nha. Hàng đẹp nha mọi người, hàng ok chứ không có đẹp lắm. Thì nó vẫn có xuất sắc anh em, cái này có xuất sắc. Thì hàng có xuất sắc thì em bảo xuất sắc thôi. Đây, cây số 9 dài 1m8, nặng 100g. Đọt 1 ly. Đọt nó là 1 ly 5 nha anh em, đọt 1 ly 5. Thì cái này tải dây từ 4 đến 12 lb, tải mồi từ 4 đến 14g nha anh em. Tải mồi từ 4 đến 14g. Thì giá công khai cái này là 650k, độ cứng là độ cứng L. Đó. Dẫn vô cho anh em xem luôn. À, anh em lấy lô suối rất là ok anh em, lóc chẽm đánh mò giả. Đó. Anh em câu tôm, câu mè, câu hành cháp cũng rất là ok nha. Rồi tiếp theo sẽ là ba cái cuối cùng, số 10, 11 và 12. Thì cây số 10 em lên cho mọi người là một cây hàng chiên anh em đi đánh cá mương, cá suối. Đó. Một hàng chiên đánh cảm giác. Thì cái này là một cây cần của Ryobi. Đó. Bát màu tím nha anh em, nó anh em nào thích màu tím yêu màu hường đây. À, cán là cán bằng nha anh em, cán bằng còn rất là mới luôn, còn miếng bao phi lông bao lại nè. Phen là phen Fuji loại xám. À, anh em suy xám nha anh em, cực kỳ đẹp nha anh em. Cây này là một cây hàng chiên anh em đánh cá mương cá suối. Vì cái này độ cứng UL nha anh em, hàng UL rất là hiếm nha anh em. Đó, đánh cảm giác. Câu hành cháp thì khỏi bàn. Đó. Còn rất là mới nha mọi người. Phen đẹp khỏi bàn. Đó. Rồi, cái này dài là 1m68, dài 1m68, nặng là 80g. Đọt là 1 ly 5. Giá công khai là 650k nha anh em. Giá công khai là 650k. Thì cái này tải dây từ 2 đến 8 lb. Đó. Từ 2 đến 8 lb. Tải mồi từ 2 đến 7 g. Đó, hàng Korea xuất Nhật nha anh em, hàng Ryobi. Rất là mới nha. Đó. Rồi, cây số 10 giá công khai là 650k. Tiếp theo là cây số 11 là một cái hàng thương hiệu ha. Cái này em lên cho mọi người là một cái hàng của Farmbridge nha anh em. Cái Farmbridge hàng thương hiệu của Mỹ. À, chất liệu vẫn là chất liệu carbon nè.
các quán trắng này hả. Thì có một số anh em đánh thì bảo khỏi cái này đánh rất là cảm giác luôn, khỏi cái gì phải bàn hết, bu là bu con nha nè, phen là phen gòn nha, phen gòn. Phen Fuxi gòn, hàng phen quýt này thì khỏi bàn, khỏi bàn về chất lượng anh em, đánh cực kỳ cảm giác luôn. Thì cái này độ cứ dạng nó khá dịu anh em, hàng khá là dịu luôn anh em, đánh cá mương cá suối rất là ok anh em. Cây này chia nha anh em, đánh cá suối thôi nha anh em, cá suối cá mương à, cậu hành cháp nha, hàng chiên hành cháp nha anh em, hành cháp mương suối. Thì cái này farm with thương hiệu đại bàng đây à, hàng này sản xuất tại Taiwan nha anh em à, mất tiêu rồi. Đây hàng Taiwan à, hàng sao thì anh mail báo anh em vậy. Bát cũng cực kỳ đẹp luôn, gỗ cũng ok. Thì cái này nặng là 100g, đọt là 1.7 ly, dài là 1m98 à, tải mồi từ 3.5g đến 10.5g, độ cứng L, giá công khai là 1.2 triệu nha anh em, giá công khai cây này 1.2 triệu, tải dây từ 4 đến 10 lb nha anh em, nó tải dây từ 4 đến 10 lb. Hàng này đánh cảm giác thì bao cảm giác rồi, thổi bàn đó. Rồi giá công khai cây số 11, giá công khai là 1.2 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo cái cây số 12, cây hàng cuối cùng, một cây hàng thương hiệu là Minecraft. Hàng này thì quá nổi tiếng rồi, khỏi bàn. Cán là cán 3 khúc, cán đời cao nha, cây này hàng đời cao nha, cán 3 khúc đời cao, phen là phen Fuxi. Phen Fuxi loại xám. Hàng này hàng China xuất nhật cây này, khỏi bàn, đẹp anh em. Bu dạng bu chống sắn này nè, căn đề 3, căn đề 3 bự nè, ra dây rất là xa, đọt mảnh, đọt cái này cứng ra tầm khoảng UL thôi nha em, hàng UL, chưa nè, mình cảm ơn cả suối, còn hành cháp nha em, Luffy, rất là đẹp nha em. Thì cái này nặng là 80g, đọt là 0.7 ly. Đó. Nặng 80g, đọt là 0.7 ly, tải mồi từ 0.6 đến 10g, độ cứng tương đương UL, dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98, giá công khai là 1.2 triệu. Cây cuối cùng giá công khai 1.2 triệu, cây số 12, thông số đây, tải dây từ 2 đến 6 lb, tải dây bia từ 0.3 đến 0.8. Đó. Hàng ngoại hình ok nha mọi người. Đó. Hàng ngoại hình rất là ok luôn. Đó. Hàng luôn. Rồi, giá công khai cây này, giá công khai 1.2 triệu anh em. Đó, tổng cộng 12 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào chốt để em xuống rồi em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.